thì cô sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ học bài cuối cùng trong chương trình tiếng Anh lớp 5 của chương trình kỳ 1. Và các bạn ơi, chúng ta đã chuẩn bị cán đích kỳ 1 rồi đấy. Và bây giờ việc của chúng ta là sẽ phải học tập và ôn tập thật là chăm chỉ để chúng ta sẽ đạt kết quả cao trong học kỳ 1 này nhá. Tất cả những bài và kiến thức cũng như là từ vựng, nếu như bạn nào quên ở phần nào, chúng ta có thể xem lại bài giảng của cô trong những bài học trước đó thế nào. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 10 nhá. Let's go. Unit 10. When will sports day be? Và đầu tiên thì cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần từ vựng của bài học số 10 này nhé, vocabulary. Rồi bây giờ các bạn sẽ cùng nghe và nhắc lại theo cô nào. Listen and repeat after me. Sports day, Independence day, Teachers day, Children's day, Against, Win, Lose, Gym, Singing contest, Talk of war, Music festival, Rope, Racket, Look for, Take part in, Weight lifting. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải nghĩa nhé. Giải nghĩa của các từ vựng hôm nay là thế nào? Weight lifting ở đây có nghĩa là môn cử tạ. Take part in, tham gia hoặc tham dự một cái gì đó. Look for, tìm kiếm. Racket, cái vợt. Rope, dây thừng. Music festival, lễ hội âm nhạc. Talk of war, trò chơi, kéo co. Singing contest, cuộc thi về âm nhạc. Gym, phòng thể dục, tập thể dục. Lose, thua cuộc. Win, thắng cuộc. Against, phòng thủ hoặc là phòng thủ. Children's Day, Tết thiếu nhi. Teacher's Day, ngày nhà giáo. Independence Day, ngày độc lập. Và Sports Day là lễ hội, ngày hội thể thao đấy các bạn. Được chưa nào? Chúng ta sẽ cùng đọc lại một lần nữa nhé. Sports Day, Independence Day, Teacher's Day, Children's Day, Against, Win, Lose, Gym, Singing Contest, Talk of War, Music Festival, Rope, Racket, Look for, Take part in, Weight lifting. Rồi, ok, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần structure về cấu trúc nào. Trong bài học số 10 này, các bạn sẽ phải ghi nhớ giúp cô cách hỏi về những sự kiện sắp diễn ra. Thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là when will cộng với sự kiện cộng với be. Chúng ta là sự kiện các bạn nhé, cô biết hơi bị nhầm một chút, sorry. It will be on cộng với thời gian diễn ra. Đó là câu trả lời là thế nào. Chúng ta sẽ nhìn dùng ví dụ, ở đây cô sẽ có này. When will singing contest be? Cuộc thi văn nghệ sẽ diễn ra khi nào? It will be on Sunday. Nó sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật. When will sports day be? Ngày hội thể thao sẽ diễn ra vào hôm nào? It will be on next Saturday. Nó sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy tới. Tiếp tục cấu trúc thứ hai mà chúng ta cần phải ghi nhớ, đó là hỏi xem ai đó sẽ làm gì vào ngày hội thể thao. Thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là what, be. Be ở đây chính là động từ to be, đi theo chủ ngữ các bạn nhé. Are you, I thì phải em này, you, we, they thì phải are, và he, she, it thì phải is. Đó là thế nào? Cộng với chủ ngữ và cộng với going to do, cộng với tân ngữ ở đằng sau và kết thúc bằng dấu hỏi chấm. Câu trả lời của chúng ta sẽ có là chủ ngữ cộng với be, tức là động từ to be, cộng với going to, cộng với verb infinitive, động từ nguyên thể không chia. Thì các bạn sẽ nhìn dùng ví dụ, cô sẽ có là what are you going to do on sports day? Bạn dự định làm gì vào ngày hội thể thao? I'm going to play badminton. Tớ sẽ chơi cầu lông. Được chưa nào? What is Hoa going to do on sports day? Hoa sẽ làm, Hoa sẽ tham gia hoạt động gì trong ngày hội thể thao? She is going to play volleyball. Cô ấy sẽ chơi bóng chuyền. Được chưa nào? Vậy thì trong bài học số 10 này, các bạn cũng chỉ cần ghi nhớ giúp cô hai cấu trúc. Thứ nhất đó là hỏi về những sự kiện chuẩn bị xảy ra, chuẩn bị diễn ra. Thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là when will cộng với sự kiện cộng với be. Và câu trả lời sẽ là it will be on cộng với thời gian diễn ra. Cấu trúc thứ hai chúng ta cần phải ghi nhớ, đó là hỏi xem ai đó sẽ làm gì vào ngày hội thể thao.
Câu chúng ta dùng câu hỏi là what be cộng với chủ ngữ cộng với going to do. Và câu trả lời chúng ta sẽ có là chủ ngữ cộng với be cộng với going to và cộng với verb infinitive. Được chưa nào? Các bạn nhớ ghi chép lại toàn bộ hai cái cấu trúc này vào vở nhé, để chúng ta sẽ làm bài tập. Và bài giảng của cô đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học tiếp theo trong chương trình tiếng Anh kỳ 2 nhé. Chúc tất cả các bạn sẽ có kết quả thật là cao trong chương trình kỳ 1 này. Rồi, xin tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.